Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ cho các bạn xem khu vườn nhỏ của mình. Thì các bạn nếu đất ít thì các bạn có thể ý như là đất ở đô thị ít có đó cái khoảng trống đất tự nhiên, đất hành tự nhiên thì các bạn cũng có thể tận dụng như thế này nè các bạn, để trồng rau củ quả các loại, cái gì cũng được nè. Quan trọng là đất trồng phân trồng. Này là những cái chậu nè, thấy không, tận dụng cái gì cũng được. Ở đây người ta ly hũ sành sứ gì tận dụng, tái chế gì người ta cũng trồng được nè. Đây là rau muống nè, cái này là của trong cái tủ lạnh bỏ ra, thấy không, tận dụng tái chế để trồng. Rau muống nè, gieo xong rồi lấy ra trồng. Còn này là đầu tiên là cải dưới đây nè, không, còn này là bữa này là nhiều quên rồi, để mình hỏi lại. Nhưng mà quan trọng là trồng đủ thứ. Sân vườn nhà mình, cái sân á, hành trồng bằng gốc này chắc đậu đũa rồi, cải mầm dưới, gieo dưới rồi xong ra sao. À, này là gì, này là mùng tư. Chị Mỹ, cái này cái gì chị Mỹ? Cái này là gì ạ? Cái này là gì đây? Đó là giống cây đậu 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 đũa hả? Đậu đũa, đậu bíp gì á. À, đậu bíp hả? Đậu bíp, đậu bíp. Nè, tại cái thân nó màu tím tím mà. Gieo cải vậy nè. Đậu bíp. À, bộ về cũng gieo. Gieo mùng tơi. Mùng tơi. Đó, mùng tơi đó. Ừ, cũng gieo cải nè. Xong là mình gieo cao coi cải. Có cái cây đậu phộng nữa kìa. À, thường tàu đủ thứ nha. Đậu phộng. Dây ổ qua. Anh, đâu dây qua đâu? Nó dây qua, nó lên cái dây tơ kìa, thấy không? Ờ, thấy không? Tận dụng mấy cái chậu trồng tá lạ nè. Hành. Trồng trong chậu nè. Cái gì cũng tốt. Hành. Chậu mà ba thứ. Cái nào trồng thứ thôi, trồng ba thứ không đủ phân cho nó lên đâu nha. Cái này ông trồng vậy chứ phải chiết ra. Không thả hột vậy chứ, thực tế là trồng cái nào ra cái đó nha. Chứ một chậu mà các bạn trồng nhiều thứ này, trồng củ, hành trồng củ. Trồng nhiều thứ không đủ dưỡng chất. Cải xanh không? Nè. Nó cải bay xanh hả? Ông gieo quá trời, thấy không? Thả hột nó lên chứ. Rau vậy chắc anh mua rồi anh trồng tá lạ. À mà quan trọng đất trồng, và các bạn trồng ở đâu cũng được, trồng chậu trồng ở đâu cũng được, nhưng mà đất trồng này ông trồng này ông trồng rau trấu với sư dừa nè. Bao hôm qua chị gì, chị Mai mua bao 35 ngàn, một bao 35 ngàn. Con bò rau trấu sư dừa nè, trồng gieo trước cho nó lên, xong rồi mình sẽ lãi ra luống, ra luống, không phải để y về đâu, y về thì nó sẽ nhỏ, nó bứng ra vậy nè. Ừ, gieo ra làm đất là gieo ra ngoài vậy nè, nó mới bự, chứ để y vậy thì chỉ ăn rau mầm thôi. Này gieo vậy nè, cây này mấy móng bự là của em nha. Ổng gieo đặt rớt luôn. À đằng kia à, ảnh gieo gieo bằng cái chậu nè, trồng bằng trồng cây cấu sơ dừa mà tốt đúng. Sao mà bứng ra trồng nghe. Như bữa kia nói gieo rồi gì nữa ta. Này rau dình đỏ. Ở cái lu nhìn nó giống bay hụt cốt. Thì ok, mình vừa chia sẻ cho các bạn nền mà không có đất, cái nhà không có đất tự nhiên thì các bạn có thể mua phân về trồng như thế này trong cái chậu vậy nè, đa dạng loại rau nè. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào tạm biệt các bạn trong các video sau nha.